Chúa Giêsu trong đời sống công khai qua những hoạt động này, Chúa Giêsu mục đích là nhắc đến vận tải
danh hạnh cuộc đời. 24 vẫn dùng những từ mà chúng ta được trong Cựu Ước để ám chỉ là cũng khi sai. Lạy con vua David, xin dù làm thương tôi. Cái câu này chúng ta thấy khi cái thần thắp lên thì Đức Maria cũng có nhắc tới ở vài chỗ trong Cựu Ước, chúng ta thấy nhắc tới điều này để cho Chúa Giêsu hai người buồn này dùng cái danh hiệu mà cái nhiều này danh hiệu của đấng Thiên Sa, của đấng Messia để cầu xin Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng thấy là trong cái diễn tiến của các lạ đó thì hai người này cứ xin cứ bình thường chúng ta rất là khác, và chúng ta thấy Chúa Giêsu là chữa lành họ liền. Người ta xin Chúa Giêsu đi đến chữa lành thế là người ta xin ngài dừng lại chữa lành. Nhưng ở đây là hai người buồn này xin Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu cứu chữa liền, mà khi Chúa Giêsu về đến nhà có nghĩa là cũng có đoạn đường khoảng trống, và cha chúng ta biết đoạn đường có dài không, nhưng mà chắc chắn là có một khoảng trống từ chỗ Chúa Giêsu đến khi về nhà. Vì về đến nhà Chúa Giêsu mới chất vấn là cái đức tin của họ, các anh có tin là tôi làm được điều ấy không, thì họ đã tin và rất là mới xảy ra. Khi được vui mừng chị em và chúng ta đang có mùa màng thì chúng tôi bình thường chúng ta thấy cái gì mà chúng ta đạt được liền đó thì cũng rất là quý, và cái gì mà chúng ta chờ mong chúng ta phải tìm kiếm và chúng ta phải vất vả thì cái gì đó nó là đạt được. Mùa màng cũng là cái thời gian chúng ta đợi chờ, chúng ta đợi chờ để chúng ta xin và trong đồng lễ để xin Chúa trong đợi chờ đó để tôi huấn luyện lên lòng tin cho chúng ta, và chúng ta tin một cách đầy hơn, lòng tin chúng ta được đổi mới hơn, lòng tin xa mới là đức tin chúng tôi, và nhờ lòng tin và tin xa của chúng tôi đó chúng ta được vươn được phúc lành của thời tin xa, từ mù thì thấy, để biết được nghe, để khỏe đi được, từ công nói được, chết sống lại, người nghe được đón nhận. Thank you.